Đã đến giờ cầu nguyện, xin mọi người hợp ý để làm giờ cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đáng hồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi bé đòi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấp u con ngày đêm, nhuận thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm sự vui thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, tái xin cho được ở khiêm nhường. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con hiện danh Cha tại sáng nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời ở cùng bà, và cô phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu ơn lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu ơn lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Nước và đi viếng bờ thánh Isabel, ta xin cho được lòng yêu người. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha cao sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời ơi, chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời ơi, chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời ơi, chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời ơi, chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thì ngắm Đức và sinh Đức Chúa Giêsu nơi hàng đã tái, xin cho được lòng khó khăn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sáng, Đức Cha chỉ đến, ý Cha thầy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ ở tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ ở tội khi nay và trong
trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ân lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Ở bốn hình ấm Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh đã xin cho được vâng lời chịu lì. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con sa chưa cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
thứ năm thì ngắm đức bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, tái xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vinh mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Vinh mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ân mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ân mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ân mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ân mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ân mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ân mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ân mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ân mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cởi thân. Lạy mẹ chúng con, con cháu Eva ở chốn khách đài kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đời. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Ôi khoan thai, nhân thai, diệu thai, Thánh Maria trọn đời đồng chính. Amen. Lạy mẹ Maria, chúng con xin dâng lên cho mẹ tất cả các bệnh nhân đau yếu trong giáo họ chúng con. Xin mẹ cầu lên Thiên Chúa cho các bệnh nhân được ơn can đảm chịu mọi sự khó cho nên. Và xin cầu cho các bệnh nhân được gặp thầy gặp thuốc và được ơn chữa lành.
Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên các phận nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tín vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang liên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của, xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đang được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và tung bên, xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trăng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình tung quân, những người mà bận tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện, xin mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vinh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực tức và chơi rùa Thiên Chúa, những người không được diêm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Amen. Kính mời cùng đoàn mở sách trang 31. Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa, lời kinh thấm lệ nguyện xin Chúa thứ tha tội nhớ. Vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững, ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ. Lệ sầu rưng rưng ước nhìn lên Chúa tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dù thương đừng minh xét bao tội tình. Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa, lời kinh thấm lệ nguyện xin Chúa thứ tha tội nhớ. Vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững, ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sớm mình thờ lễ Chúa. Xin Chúa chúc phúc lành cho chúng con. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con để mỗi ngày chúng con đáp trả lại tình yêu của Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.
xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán dụ ngôn này rằng: có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng mỗi người. Đoạn ông ra đi. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Người lãnh 5 nén bạc đến, mang theo 5 nén khác mà nói rằng: thưa ông đã trao cho tôi 5 nén bạc, đây tôi làm lợi được 5 nén khác. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và nói: thưa ông đã trao cho tôi 2 nén bạc, đây tôi đã làm lợi được 2 nén khác. Ông chủ bảo những người ấy rằng: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi ông không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu 1 nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại ông. Ông chủ trả lời người ấy rằng: hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ lấy cả vốn lẫn lời. Các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Mỗi người đều được Chúa ban cho những 1 nén bạc là những khả năng khác nhau. Trong ngày xét xử, khi giờ chết đến, là lúc Chúa yêu cầu mỗi người tính sổ cuộc đời. Chúa không đòi mỗi người những điều vượt quá khả năng, nhưng Chúa không chấp nhận sự lười biếng, không sinh lợi ích cho phần rỗi của mình và tha nhân. Vậy, tôi đã sử dụng những 1 nén bạc Chúa trao cho như thế nào? Lạy Chúa, Chúa trao cho mỗi người trong chúng con những 1 nén bạc khác nhau: sức khỏe, tài năng, lòng đạo đức, đức tin. Xin cho chúng con biết dùng những khả năng Chúa ban để xây dựng gia đình thành một mái ấm vui tươi, yêu thương và sự sống. Amen. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc nơi Chúa trời, cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Si-ô-phi-la-tô, chịu đóng đáy
trên cây thánh giá chết và tăng sáng xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời ngự bên hiếu đức Chúa cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu
từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tội lỗi con to lớn và sơ xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con hồng hồi ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Đức Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn mở sách trang 76. Ngày thứ bảy, cầu cho trẻ thơ và người bé nhỏ. Lạy Chúa Giêsu đấng đầy lòng thương xót, Chúa đã phán, các con hãy học nơi ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ, cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ, vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hương hương thơm dịu dàng đó. Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn,
để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Cha hằng hiếu, xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường, các linh hồn trẻ thơ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ khiêm nhường giống như con trẻ và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con thấy vì tình yêu Cha dành cho họ, để ngài xin Cha chúc lành cho toàn thể thế giới, hầu chúng con được ca tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm bình thánh rất sang trọng, mầu thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con là đêm sau hết. Khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tôi là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho 12 môn đệ lấy làm của ăn. Ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hóa nên máu người thật. Vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thánh rất trong gương ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kinh mến gợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con, song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà chiều Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ôm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Kính mời cộng đoàn đứng mở sách hát trang 42.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình yêu và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết treo thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa, Ngài rộng mà thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oan. Ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa, Ngài rộng mà thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.